Chào tất cả các bác. Hôm nay nắng chiều, em quay video giới thiệu đến các bác một cây kim thái, một cái cây có từ khá là lâu rồi. Cây này là cây sơ mi chêm. Đây, các bác nhìn nào. Khi mà bên Thái này người ta chơi chuyên kiểu chụp hé hé này. Đấy, nó mới nở hé hé đúng không? Trông cánh bông rất là tròn. Em cũng nói nhiều cây Thái rồi. Cây này là cây Semidium là từ rất lâu. Cái này là em thấy là có từ lâu rồi. Nhưng mà từ những cái lúc mà em mua từ ngày trước ấy, thì tại sao mà những cái cây kiếm thái semi này mà nó không thực sự là các bác nhận ra được ấy, thì không chơi nữa. Em vẫn nói như vậy rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chụp ảnh ấy, không thể nhận ra được chính xác nó là cây nào cả. Rất là khó các bạn. Khi chụp như này thì rất khó. Khi lên bông trên này cũng thế. Đấy. Nó rất là khó. Rất là khó để nhận ra. Và cái nữa đó chính là khi mà Việt Nam mình ấy, càng chơi thì người chơi sau thì đi sang Thái mua. Bây giờ đi sang Thái mua nó không còn là quá khó nữa. Rất là dễ. Các bạn. Rất là dễ. Thì cái việc mà sang Thái mua một cái cây kiếm về đơn giản như vậy, thì người ta gọi tên những người sau ấy, thì không phải ai người ta cũng gọi tên và có đủ kiến thức để gọi những cái tên cũ, hoặc đủ kiến thức để nhận biết rằng cây của mình khác với những cây khác. Thế nên chơi kiếm thì nó cũng như chơi địa lan. Tại sao mà em cũng nói rất là nhiều từ các cây kiếm và các cây địa lan, những cây địa lan Trung Quốc cũng như là những cây kiếm Thái này, có những cây rất đẹp, nhưng mà vì là cái sự nhầm lẫn quá nhiều, cái việc mà cái cây semi này mọi người gọi thành cái cây tên nọ tên kia, bởi vì những người mà người ta đi sau ấy, người ta khi mà người ta chơi sau người ta không có đủ kiến thức ấy, người ta mua cái cây này ở bên Thái về, nhưng bên Thái thì người ta bảo là bên Thái thì người ta sẽ gọi theo kiểu của người ta, và mình ở về Việt Nam thì chúng ta sẽ gọi theo kiểu của Việt Nam, chứ còn tên khoa học là không có, và chúng ta không thể tìm được trên Google, không thể tìm được trên các thông tin khác để biết được rằng chính xác cái cây của nhà mình là cây gì cả. Thế nên là những cái cây về sau ấy, cùng là một cây nhưng mà tên thì nó lại là khác nhau, có nghĩa là cùng hoa giống hệt nhau nhưng mà tên khác nhau, là nó xảy ra trường hợp ở cây kiếm rất nhiều. Bởi vì hoa thì nếu như mà chụp ảnh ấy, có người ta chụp một bông, hoặc người ta chụp cứ chích người ta không chụp trực diện. Thế em mới nói là riêng kiếm Thái em không có video ấy, chẳng biết cái nào mà lần. Đấy. Thì đây như cái bông này là nhìn mình chính diện này. Đấy. Mà mình nhìn những cái bông khác, những cái bông bên cạnh này, các bác nhìn thấy cánh nó gần cũng quằn nhưng rất ít. Đúng không ạ? Cái này cánh khá phẳng. Đây những bông đầu tiên. Những bông đầu tiên nở là khoảng từ 3 ngày rồi. 3 4 ngày nó nở hết cả cần đến nơi rồi. Đấy. Thế nhưng thứ nhất là hiệu ứng ánh sáng này. Và thời điểm nở này, màu sắc này. Và cái kiểu chụp của từng người, có người người ta chỉ chụp hé hé, em không bao giờ chụp hé hé, gần như tỷ lệ rất ít. Đây các bác nhìn, ví dụ như những cái bông này, người ta mà chụp như thế này, cái góc này thì các bác thấy được bông nó đúng là rất là tròn đúng không, và rất là đẹp. Nhưng thực ra nếu như mà mình nhìn trực diện thì cánh nó bình thường không tròn thế đâu. Và cái cây này là cây mới nở, và những cái cây này, những cái bông này, được cái là cái semi-gem này là cái cây rất là đẹp, và cái bộ cánh nó phẳng. Đấy các bác nhìn thấy không? Cánh nó phẳng mà nó không bị quăn nhiều. Như cái cây số 3 ấy là cánh nó quăn hơn cái này cơ. Đấy. Cái này thì nhiều người có thể là sẽ nhầm thành cái cây số 2. Vì cánh nó tương đối sạch, cái này là cánh không sạch các bác nhá. Cánh không sạch. Chính vì cái sự nhầm lẫn liên tục đấy nên là chúng ta không nhận biết được chính xác cây nào là cây nhà mình là tên gì cả. Nên là người gọi semi nọ, người gọi semi kia. Thế đâm kiếm thái nó bị loạn. Nên là giờ cái tỷ lệ không mấy người chơi, và người ta cứ nhập về thôi, rẻ thì phải bán thôi, phải bán rẻ thôi. Những cây kiếm thái này thì em, cây này là cây số 8 nếu như em không nhầm, thì đánh giá theo bộ lưỡi đỏ của Thái Lan. Còn về Việt Nam mình đánh số theo kiểu là đánh số gọi là, ví dụ như cây số 3 thì nó không phải là số 3 ở bên Thái đâu, ví dụ thế. Như cây số 3 đấy thì em vẫn trồng cái đó bởi vì chúng ta có thể nhận ra được rằng là khi mà mới mới nở thì nó rất là đẹp,
Đấy, nhưng mà khi mà về sau cánh nó bị quăn và ba cánh cánh ở trên chúng ta có thể nhận ra được. Cái semi-chêm này nó cũng là một cái cây chúng ta có thể nhận ra được khi mà nhìn hoa. Còn nhìn thân lá thì không thể nhận ra được các bác nhé. Cánh cái này nó quăn rất ít đây này. Các chị nhìn này. Nó cũng có quăn nhưng mà quăn rất ít. Đúng ạ, nó có quăn nhưng quăn rất ít. Bông đầu tiên hay bông cuối cùng nó cũng đều như vậy, bộ cánh nó khá là giữ khuôn, khá là đẹp. Đấy anh chị thấy không? Cái semi-chêm nó giữ khuôn. Nó giữ khuôn và chúng ta nhìn thấy như này có cái những cái bộ đây, bộ cánh này. Nó giữ khuôn, cánh nó không bị quăn mấy. Như cây số 3 mà nở nhiều như như này rồi là những cái hai cánh dưới này nó nhỏ hơn này. Đấy, ba cánh trên nó rất to. Thì đấy là nói về hoa của nó là không thể nhận ra được, rất khó. Thế nên chính vì việc những cái người chơi sau người ta đi sang Thái, bây giờ cái việc sang Thái rất dễ. Hoặc mình có thể order từ Việt Nam cũng được. Đâm ra là cái cây Thái nó mới rẻ, chứ thực ra cây Thái nó cũng rất là đẹp. Nó có cái nọ kia kia, chứ nó không phải là cây xấu cái đẹp cả. Các bác nhìn này. Đây là cả một chuỗi hoa của nó. Nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Cần hoa cân đối. Cần hoa thẳng. Đấy, không phải là cứ cây Thái là cần hoa dĩ dắt đâu các bác ấy. Cần hoa thẳng này. Các bác thấy không? Cần hoa thẳng. Đấy, cần hoa thẳng đến tận ngọn luôn. Hoa thì nó chưa được đều và đẹp lắm, nhưng mà cây này là ưng ý rồi. Em thấy thế này rất là ưng ý với cái cần hoa này. Cần hoa đẹp, cây semi-chêm thì nó là một cây em nghĩ là chơi được. Còn thì cảm nhận của mỗi người khác nhau. Nhưng còn thân lá của cái hàng Thái thì các bác nhìn lá rất là mềm. Đấy. Đương nhiên là nó lá mà mình nuôi mát thì nó sẽ dài ra và võng như thế. Còn mình nuôi nhiều nắng thì nó vẫn dựng lên. Như là cái cây củ tơ của nó. Thì em sẽ nói sơ qua về cái lá một chút. Cái lá của cái cây Thái này thì nó không khác gì những cái cây Thái khác cả. Lá khá là dễ nhận diện. Cái nhìn chất lá Thái này các bác nhìn. Đấy. Chất lá của nó này. Củ nó rất là dài và lá là cảm giác rất là mềm. Nó cũng có những cái lá cứng như những củ tơ. Mình trồng. Trồng đây những cái củ này. Nó to này. Đấy các bác thấy không? Nó rất to. Khi tách ra mình trồng này. Hướng này mới là hướng tơ các bác nhá. Củ này chỉ là cái củ trước thôi. Củ này là củ tơ này. Củ này mới là củ tơ và nó để ra hai cái con này. Đấy chứ không phải là củ dựng này củ tơ đâu. Củ dựng này là củ già đấy nhá. Củ mẹ. Có nghĩa là củ tơ trước, ngày xưa nó là tơ, nhưng mà nó đẻ ra cái cây con này. Đấy, đúng không ạ? Nó đẻ ra cây con này. Thì cái cây Thái này thì nó có một cái đặc điểm đó, chứ là củ khá là dài. Anh chị nhìn thấy củ khá dài. Củ của nó khoảng tầm độ 5 đến 7 cm thôi. Nó khá dài. Chứ nó không phải là nhỏ, nó không ngắn mà tròn. Và nó cũng khá dài và nhỏ cơ, chứ nó không phải là dài mà to phình cơ. Đấy. Cây Thái này nhưng với cái củ như này thì không khác gì cái cây số 3 cả. Thân lá cái này giống ít đúc cây số 3. Nếu nhìn thân lá giống hệt nhau, không khác gì cả. Em thì với những cái kinh nghiệm của em thì em thấy nó giống nhau lắm. Từ thân mầm xanh sạch này, cái cổ lá này. Bởi vì nó nhiều môi trường nó sẽ có nhiều dạng lá khác nhau. Nhà nhiều nắng, nhà ít nắng. Nhưng với những cái dáng lá và những cái kinh nghiệm của em thì em nói rằng cái này rất giống cây số 3. Nó giống một số cây Thái khác. Cơ bản nó như vậy bởi vì thân mầm xanh sạch giống nhau lắm. Semi thì cây nào nó đa phần là thân mầm xanh sạch. Ít cây nào mà semi mà thân mầm nó ám lắm. Nó cũng có nhưng tỷ lệ ít hơn. Kể Việt Nam cũng có các bác nhé. Việt Nam cũng có chứ không phải không có. Nói nó hoa thì cái semi chêm này nó chia hoa khá là đều và đẹp. Đấy, đây các bác nhìn tổng thể cả một cần hoa này. Đấy, đây này. Tổng thể cả một cần hoa này nó chia hoa khá là dày. Hai mươi ba bông. Một bông bị rơi. Là 23 bông tất cả các bác. Em vừa đếm qua thì 23 bông với chiều dài khoảng 80 đến 90 cm thì này thì nó cũng là rất là đẹp. Với so một cái cây tiền vũ thì các bác thấy là như thế này cũng rất là đẹp rồi đúng không? Đấy, rất là đẹp, một cần hoa. Thì cái cây kiếm thì chúng ta không thể là chỉ nhìn một bông, bởi khi chịu nhìn một bông ấy người ta sẽ chụp những cái bông khum khum như vừa nãy em quay video gần đấy. Các bác nhìn thấy ví dụ đây trên một cái bông em sẽ quay lại một lần nữa. Để các bác đây bên Thái khi mà hoặc là Việt Nam ông nào mà mua về hoặc chơi sau đây này ông nào mà mua đấy cứ chụp thế này thì bông tròn xoe ai phải thích đúng không ạ. Ở cái góc này thì cái bông này rất là đẹp đấy, nhưng thực tế của nó thì em cũng viết rất là nhiều bài đấy, người ta chụp một bông không thể đánh giá được cái cây nó như thế nào cả. Bởi khi chụp một bông ấy thì có thể là người ta chụp bông khung khung, người ta chụp lệch, hoặc là nếu mà chụp trực diện này, dù có chụp trực diện này các anh chị cũng không thể nhận ra được.
là chính xác nó là cây nào. Bởi vì nó có những lần ấy, thì ví dụ như cái cánh này, cánh hoa này nó ám nhiều hơn, cánh hoa ám ít hơn. Hai bên cái môi hoa này. Đấy, như cái này là nó là màu tím này, tím này, tím đỏ, đại loại tím đỏ. Và những góc chụp thì nó sẽ rất là khác nhau, rất là khó. Có cây cánh nó quăn, có cây cánh không quăn. Với cả nó phụ thuộc cái thể trạng cây, thể trạng cây nở. Đây các bác nhìn như cái bông này, rất nhiều người chụp kiểu này. Đấy, hoặc chụp cái kiểu và cái bông hé hé này, chụp lệch lệch, chụp góc làm sao chung cho nó tròn, xanh, vàng. Rất khó nhận diện. Đấy. Cứ chơi một hai bông rất khó nhận diện, cứ phải cả cần. Và chi tiết từng bông này thì chúng ta mới có thể nhận ra được cái cây của mình là cây gì. Đấy thì là một số những cái cơ bản để các bác lưu ý khi mà các bác chơi cây kiếm thái các bác nhé. Thì các bác có thể xem và tham khảo thêm một số những các loại cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bác.